Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã tham gia 8 hiệp định tự do thương mại. Xin lỗi quý vị, tự do thương mại tự hiệp định thương mại tự do gọi tắt là FTA song phương và đa phương, đồng thời đang đàm phán 6 FTA khác. Tuy nhiên, khả năng tận dụng những lợi thế mà các FTA mang lại của doanh nghiệp chưa cao. Theo ông Nguyễn Hữu Nam, trưởng phòng pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp Việt hiện chỉ sử dụng được khoảng 30% các ưu đãi về thuế mà các FTA mang lại. Trong đó, nguyên nhân chính dẫn đến việc này là những khó khăn trong việc xác định quy tắc xuất xứ của hàng hóa. Có thể là hàng hóa của chúng ta xuất đến một cái thị trường mà có cái hiệp định FTA đó, nhưng cái hàng hóa đó lại không đáp ứng, không đầy đủ các cái quy định về xuất xứ theo các cái hiệp định FTA. Thì đấy là một cái rào cản mà tôi nghĩ đấy là rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp hiện nay. Theo bà Cao Thanh Diệp, chuyên viên vụ chính sách thương mại đa biên, các FTA mà Việt Nam tham gia đã phát huy nhiều tác dụng qua sự phát triển kinh tế trong hai thập niên qua. Nhưng đi kèm với nó là những thách thức không nhỏ khi nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào bên ngoài, và nhất là tình trạng nhập siêu lớn. Thời gian tới, Việt Nam dự kiến sẽ kết thúc đàm phán với Liên minh châu Âu, Liên minh thuế quan vào năm 2014 và hoàn thành Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, điều mà nhiều doanh nghiệp lo ngại hiện nay là việc Việt Nam chính thức gia nhập thị trường ASEAN Cộng 1, tức là ASEAN và Trung Quốc, vào năm 2015.